tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin ngày 13 tháng 7, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Đa số người Canada cho rằng đất nước đang suy thoái. Time Magazine cho Toronto là một trong những nơi tuyệt vời nhất của thế giới năm 2022. Quebec yêu cầu các công ty được liên bang quản lý đảm bảo việc sử dụng tiếng Pháp giữa các nhân viên. Cặp vợ chồng ở British Columbia phải trả hàng xóm 2.000 đô la vì cây tre lấn sang nhà hàng xóm. Bức môn siêu trăng sáng nhất, lớn nhất trong năm sẽ xuất hiện trong tuần này. Và trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi hành chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông. VinFast huy động 4 tỷ đô la tài trợ cho nhà máy tại Mỹ. Twitter kiện Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận mua lại trị giá 44 tỷ đô la Mỹ. Lego đóng cửa doanh nghiệp ở Nga và sa thải 90 nhân viên ở Moscow. Florida xuất hiện ốc sinh khổng lồ mang ký sinh trùng gây bệnh viêm màng não. Và sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Đa số người Canada cho rằng đất nước đang suy thoái. Hầu hết người Canada tin rằng đất nước đang trong thời kỳ suy thoái và giá cả sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần theo một cuộc thăm dò mới. Một cuộc khảo sát trên phạm vi rộng đã hỏi người Canada và người Mỹ về các vấn đề bao gồm kế hoạch du lịch, sự chậm trễ của sân bay và lạm phát. Hơn 80% người Canada được hỏi cho biết họ tin rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng và 59% nói rằng họ nghĩ rằng Canada đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Tình hình cũng khá ấm đạm ở phía nam biên giới, nơi 64% người dân nói rằng Hoa Kỳ đang suy thoái, trong khi 19% nói rằng họ không biết. Nhưng chỉ 66% người Mỹ cảm thấy giá sẽ tiếp tục tăng và 16% cho biết mọi thứ đang bắt đầu tốt hơn. Tình trạng hủy chuyến bay, hoãn chuyến và xếp hàng dài khiến 53% người Canada được hỏi lo ngại về du lịch hàng không, trong khi 43% cho biết họ không lo ngại và chỉ 3% nói rằng họ không biết về các vấn đề này. Một tỷ lệ nhỏ tương tự, 4% cho biết họ không biết về việc xếp hàng dài và sự chậm trễ trong việc cấp hộ chiếu. Mặc dù có nhiều tin tức về việc hộ chiếu bị chậm trễ, chưa đến một nửa số người Canada cho biết họ lo ngại về vấn đề này, trong khi 50% cho biết điều đó không đáng lo ngại. Hơn một nửa số người Canada tham gia cuộc khảo sát cho biết họ có kế hoạch đi du lịch trong tỉnh của mình và 28% khác cho biết họ sẽ đi du lịch trong Canada. Chỉ hơn một phần tư cho biết họ sẽ ra nước ngoài, với 16% du khách sẽ đến Hoa Kỳ. Time Magazine cho Toronto là một trong những nơi tuyệt vời nhất thế giới của năm 2022. Tạp chí Time vừa công bố danh sách những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2022 có uy tín và Toronto đã xuất sắc có tên trong danh sách đó. Để biên soạn danh sách những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới, Time đã trưng cầu các đề cử về các địa điểm từ mạng lưới phóng viên và cộng tác viên quốc tế của họ, với tiêu chí đặc biệt hướng tới những địa điểm mang lại trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Toronto là một trong 50 địa điểm trong danh sách vì có những góc nhìn mới mẻ và Time đã gọi thành phố có biệt hiệu The Six là thành phố đa chiều có tư duy hiện đại, đa dạng. Tam đã ghi nhận nhiều trải nghiệm thú vị của Toronto, chẳng hạn như Friday Mercy Trim, Artworks TO, Toronto Biennial of Art, công viên Fowl Lake Shore là những lý do cho sự lựa chọn của nó. Toronto là một thành phố luôn muốn được khám phá và trân trọng, Tam cho biết trên trang web dành cho Toronto. Tạp chí cũng nhắc tới CIBC Square Park của Toronto và nỗ lực không ngừng để tạo ra không gian xanh giữa những tòa nhà chọc trời. Năm ngoái, Toronto đã không có trong danh sách này, vì vậy có thể nói thành phố này đang cải thiện rất nhanh theo nhiều cách. Quebec yêu cầu các công ty được liên bang quản lý đảm bảo việc sử dụng tiếng Pháp giữa các nhân viên. Chính phủ Quebec sẽ cho các công ty trong lĩnh vực do liên bang quản lý một tháng để bắt đầu tuân thủ các yêu cầu mới nhằm đảm bảo việc sử dụng tiếng Pháp tại nơi làm việc của họ. Động thái này diễn ra khi kế hoạch hiện đại hóa đạo luật ngôn ngữ chính thức của Ottawa, vốn sẽ bao gồm các quy định mới cho các công ty do liên bang quản lý vẫn đang được tranh luận tại Quốc hội. Các lĩnh vực được quản lý bởi liên bang bao gồm ngân hàng, viễn thông và vận tải, vốn không nằm trong tầm kiểm soát pháp lý của chính phủ Quebec cho đến khi một luật ngôn ngữ mới có tên là dự luật 96 được thông qua gần đây. Theo thông tin có được, Ủy ban Pháp ngữ tỉnh Quebec Viết tắt là OKLF đã gửi một lá thư vào thứ Sáu tuần trước cho hơn 800 công ty, yêu cầu họ bắt đầu xây dựng một kế hoạch chính thức cho phép nhân viên làm việc bằng tiếng Pháp. OKLF đã yêu cầu tất cả các công ty thuộc thẩm quyền liên bang cung cấp tên của người liên hệ và số lượng nhân viên của họ trong vòng 30 ngày. Các công ty có từ 25 đến 49 nhân viên có 3 năm để hoàn thiện quy trình, trong khi những công ty có từ 50 nhân viên trở lên có 6 tháng. Các công ty nhỏ hơn sẽ không cần một kế hoạch. Theo dự luật 96, các công ty phải cung cấp thông tin nhân sự và các tài liệu khác bằng tiếng Pháp cho nhân viên của họ, cung cấp các cơ hội đào tạo bằng tiếng Pháp, đăng tuyển dụng bằng tiếng Pháp và giới hạn số lượng vị trí yêu cầu nhân viên nói bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Pháp. Cặp vợ chồng BC phải trả hàng xóm 2.000 đô la vì cây tre lấn sang nhà hàng xóm một cặp vợ chồng ở bc có cây tre mọc lan sang sân nhà hàng xóm có khả năng đe dọa đến hệ thống nhà kính và hệ thống thoát nước của anh ta đã được lệnh phải giúp trả tiền cho một rào chắn giữa các khu nhà của họ vụ việc cây tre lấn chiếm diện tích được xét xử tại tòa án các vụ nhỏ của tỉnh xoay quanh việc liệu những thân cây mọc mầm có gây phiền toái theo luật pháp hay không có nghĩa là chúng có can thiệp một cách vô lý vào cảm xúc của người hàng xóm hay không. Nguồn gốc của cuộc tranh chấp bắt nguồn từ khoảng 10 năm trước khi Paul và Sidney Hayes trồng một loài tre cảnh dọc theo con đường dài khoảng 18 mét mà họ chia sẻ với người hàng xóm của họ, Charles Parker. Trong khi nhà Hayes thừa nhận với tòa án dân sự về việc tre của họ sau đó đã ngã vào tài sản của anh Parker, họ phủ nhận đó là một vấn đề lớn. Trong khi đó, anh Parker nói với tòa án rằng những cây tre đó đã trở thành một cơn ác mộng làm vườn xảy ra hàng năm và anh đã gửi các bức ảnh cho thấy thân cây đã cố gắng leo ngày càng xa hơn qua vào sân của ông. Cuối cùng, ông đã lắp đặt hàng rào ngăn chặn vào mùa hè năm 2021. Người hàng xóm đang yêu cầu 5.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại để trang trải chi phí xây dựng hàng rào của mình. Mức tối đa được cho phép tại tòa án giải quyết dân sự, bao gồm 3.173 đô la cho vật liệu và 1.680 đô la cho nhân công, chủ yếu trả cho con trai ông. Tuy nhiên, anh Parker đã không cung cấp bất kỳ hóa đơn hoặc phiếu báo giá nào để tòa án quyết định mức bồi thường thích hợp, tòa đã ra lệnh cho vợ chồng nhà Hayes trả cho người hàng xóm của họ 2.000 đô la cùng với 87,50 đô la phí tòa án. Bất môn, siêu trăng sáng nhất, lớn nhất trong năm sẽ xuất hiện trong tuần này. Theo NASA, mặt trăng sẽ mọc lên sáng nhất và tròn nhất từ sáng sớm thứ ba cho đến sáng sớm thứ sáu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết sẽ quyết định xem bạn có thể ngắm nhìn được sự kiện này rõ thế nào. Môi trường Canada đang dự báo bầu trời đêm chủ yếu quang đạn ở BC và sự pha trộn giữa bầu trời quang đạn và mây cho vùng Prairies từ Ontario đến Đại Tây Dương. Thời tiết được dự báo là sẽ có các đợt mưa xen lẫn mây dày. Sự kiện siêu trăng xảy ra khi mặt trăng tròn và quỹ đạo của nó cũng gần trái đất. Mặc dù quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất có vẻ tròn, nhưng thực tế không phải vậy, quỹ đạo có hình elip. Và điểm gần trái đất nhất được gọi là perigee, khoảng cách khoảng 363.300 km. Khi mặt trăng ở đỉnh hoặc gần đỉnh, nó sẽ trông lớn hơn và sáng hơn bình thường. Điểm xa nhất với trái đất hay còn gọi là Apogee là khoảng 405.000 km. Một số trang web về thiên văn học cho biết đây sẽ là siêu trăng sáng nhất trong năm khi nó cách trái đất 357.418 km. Trăng tròn tháng 7 có một số tên bao gồm Buck Moon, Thunder Moon, Hay Moon và Sun Moon. Nó được gọi là bất môn vì gạt của những con hưu đực có tên là bugs đang phát triển toàn diện nhất vào thời điểm này. Loài hưu này rụng và mọc lại gạt của chúng mỗi năm và gạt của chúng lớn hơn và ấn tượng hơn sau mỗi năm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Vừa rồi là phần tin Canada, tiếp theo là phần tin Thế giới với những tin tức đáng chú ý sau đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi hành chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông. VinFast huy động 4 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho nhà máy tại Mỹ. Twitter kiện Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận mua lại trị giá 44 tỷ đô la Mỹ. Lego đóng cửa doanh nghiệp ở Nga và sa thải 90 nhân viên ở Moscow. Florida xuất hiện ốc sên khổng lồ mang ký sinh trùng gây bệnh viêm màng não. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi hành chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông. Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Israel để bắt đầu chuyến công du đến Trung Đông. Tổng thống Biden sẽ dành hai ngày ở Jerusalem để hội đàm với các nhà lãnh đạo Israel trước khi gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào thứ Sáu tại bờ Tây bị chiếm đóng. Sau đó ông sẽ đáp chuyến bay thẳng từ Israel đến Jeddah, Ả Rập Saudi vào thứ Sáu để hội đàm với các quan chức nước này và tham dự hội nghị thượng đỉnh của các đồng minh vùng Vịnh. Các quan chức Mỹ cho biết, chuyến công du Trung Đông đầu tiên của ông Biden với tư cách là tổng thống có thể tạo ra nhiều bước tiến hướng đến việc bình thường hóa giữa Israel và Ả Rập Saudi, kẻ thù lịch sử nhưng cũng là hai đồng minh mạnh nhất của Mỹ trong khu vực đầy biến động chuyến đi của tổng thống biden cũng nhằm mục đích thúc đẩy ổn định khu vực, tăng cường hội nhập của Israel trong khu vực và chống lại ảnh hưởng của Iran và sự gây hấn của Nga và Trung Quốc. trọng tâm chuyến đi của tổng thống Mỹ cũng sẽ bao gồm các cuộc hội đàm tại Jeddah với các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi và cả thái tử Mohammed bin Salman của nước này người đã bị cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc đứng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post vào năm 2018. VinFast huy động 4 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho nhà máy tại Mỹ Nhà sản xuất xe hơi Việt Nam VinFast cho biết họ đã ký kết thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và... Citigroup để huy động ít nhất 4 tỷ đô la Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở North Carolina và tài trợ cho việc mở rộng của công ty tại Mỹ. Vingroup cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã chỉ định Credit Suisse thu xếp phát hành chứng khoán ra nước ngoài để huy động 2 tỷ đô la Mỹ cho VinFast hoặc các công ty con của họ trên toàn cầu, trong khi Citigroup Global Markets đã khai thác với tư cách cố vấn về các giao dịch có cùng giá trị. Tuyên bố cho biết, mỗi thỏa thuận có thể bao gồm nợ hoặc các khoản góp vốn riêng. Thông báo hôm thứ tư đánh dấu bước phát triển quan trọng nhất của VinFast, công ty đang đặt cược lớn vào thị trường Mỹ, nơi họ hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất xe hơi và công ty khởi nghiệp bằng xe SUV điện và mô hình cho thuê pin. VinGroup là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam với giá thị trường 11,4 tỷ đô la Mỹ. Với các lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, bất động sản nghỉ dưỡng, tập đoàn thành lập VinFast vào năm 2017 và hiện đang chuẩn bị ra mắt mẫu xe đầu tiên ở nước ngoài cũng như triển khai mạng lưới phòng trưng bày ở Mỹ và châu Âu. Các showroom đầu tiên ở nước ngoài của VinFast sẽ được khai trương tại California trong những ngày tới, bao gồm cả một cửa hàng hàng đầu ở Santa Monica. Vào cuối tháng 3, tổng thống Mỹ Joe Biden đã tweet rằng kế hoạch đầu tư tại Mỹ vừa được công bố của VinFast là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của ông tại nơi làm việc. Trader kiện Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận mua lại trị giá 44 tỷ đô la Mỹ. Trader đã chính thức đệ đơn kiện Elon Musk vì cho rằng tỷ phú giàu nhất thế giới đã vi phạm thỏa thuận 44 tỷ đô la Mỹ mua lại mạng xã hội này. Trader cũng yêu cầu tòa án t ra lệnh cho Moose phải hoàn tất việc sát nhập với mức giá 54,20 trên một cổ phiếu Trader như đã thỏa thuận. Theo đơn kiện của Trader cho biết, Moss rõ ràng tin rằng ông ta có thể tự do thay đổi ý định, phá hỏng và làm gián đoạn hoạt động của công ty, gây tổn hại đến giá trị của cổ đông và bỏ đi. Trader cũng cáo buộc Moss đã bí mật tích lũy cổ phiếu trong công ty từ tháng 1 đến tháng 3 mà không tiết lộ chính xác các giao dịch mua đáng kể của mình cho các nhà quản lý. Moss cho biết ông đang chấm dứt thỏa thuận mua lại vì Twitter đã thiếu thông tin về các tài khoản spam và các tuyên bố không chính xác mà ông nói là một sự kiện bất lợi nghiêm trọng. Về phần mình, Twitter cho biết họ không chia sẻ thông tin liên quan đến các tài khoản spam với Musk vì lo ngại rằng ông sẽ xây dựng một nền tảng cạnh tranh sau khi từ bỏ thương vụ mua lại. Hiện tại, giám đốc điều hành của Tesla vẫn chưa phản hồi về vụ việc mới nhất. Lego đóng cửa doanh nghiệp ở Nga và sa thải 90 nhân viên ở Moscow. Lego đã chính thức đóng cửa hoạt động kinh doanh của công ty ở Nga vô thời hạn và sa thải 90 nhân viên làm việc tại trụ sở đặt tại Moscow. Lego đã chấm dứt hoạt động với bên nhận quyền là Inventi Retail Group, công ty sở hữu và điều hành 81 cửa hàng thay mặt Lego. Inventory Retail Group, viết tắt là IRG. Công ty cũng điều hành các cửa hàng ở Nga cho các thương hiệu phương Tây như Nike, Samsung, cho biết vào đầu ngày thứ ba rằng hợp đồng với Lego đã bị chấm dứt. Người phát ngôn của Lego cho biết, tập đoàn Lego đã quyết định ngừng vô thời hạn các hoạt động thương mại ở Nga do môi trường hoạt động tiếp tục bị gián đoạn sâu rộng. Công ty vẫn sẽ tiếp tục làm việc với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và phát triển đồ chơi. Lego đã tạm dừng các chuyến hàng đến Nga vào tháng 3. Vào tháng 6, công ty cho biết họ đã tạm thời đóng băng một số cửa hàng do vấn đề về nguồn cung. Các công ty bao gồm Nike và Cisco đã thông báo rời khỏi Nga trong những tuần gần đây, khi tốc độ rời đi của các công ty phương Tây tăng nhanh kể từ khi Nga tiến hành hoạt động đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2. Florida xuất hiện option khổng lồ mang ký sinh trùng gây bệnh viêm màng não. Các quan chức cho biết hàng trăm con ốc sên khổng lồ ở châu Phi đã xuất hiện ở bờ biển Vịnh Florida, đe dọa phá hoại một loài các loài thực vật và cây cối, đồng thời gây nguy cơ truyền một loại viêm bằng não hiếm gặp cho con người. Trang web của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, loài ốc sên có nguồn gốc từ Đông Phi là một trong những loài gây hại nặng nề nhất trên thế giới. Chúng có xu hướng ăn ít nhất 500 loại thực vật khác nhau như vỏ cây, thậm chí kể cả sơn vữa trên các ngôi nhà. Loài ốc sên này thường mang một loại dung ký sinh ở phổi của chuột, có thể lây truyền một loại viêm màng não với các triệu chứng bao gồm đau cơ, nhức đầu, cứng cổ, sốt và nôn mửa. Các quan chức cho biết hơn 1.000 sinh vật đã được thu thập tại vùng ngoại ô Tampa của Newport Richey ở quận Pasco. Theo trợ lý giám đốc của bộ phận công nghiệp thực vật của tiểu bang cho biết, tất cả những con ốc sên được kiểm tra vào hôm thứ năm vừa qua đều không mang loại dùng ký sinh ở phổi của chuột. Các quan chức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chạm vào hoặc ăn phải ốc sên để ngăn ngừa nhiễm trùng. Để diệt trừ ốc sên, giới chức Florida đã bắt đầu quá trình xử lý bằng metronidazol một loại thuốc trừ sâu dùng để kiểm soát ốc sên. Khu vực này sẽ được theo dõi trong 2 năm sau khi tìm thấy con ốc sên cuối cùng. Đây là lần thứ ba loại ốc sên khổng lồ châu Phi được tìm thấy ở Florida vào những năm 1960. Phải mất 1 triệu đô la Mỹ và 10 năm để diệt trừ chúng. Trong khi đó, vào năm 2010, một đợt lây nhiễm thứ hai đã khiến tiểu bang mất thêm một thập kỷ và 23 triệu đô la Mỹ để diệt trừ loại ốc sên này. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi các bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và comment để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.